Tôi yêu ơi, dậy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tôi sẽ quản lý nguyên một cái resort luôn. Mà cái resort này này là nổi tiếng nhất Đà Lạt. Annabelle, lên xe, nhanh lên. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ê, nói nghe nè, xe lát thôi, mình 500.000 lận hả? Trông tôi có được dây không? Cười lên. Cũng đến lúc tôi phải đi rồi. Hạnh phúc nha Annabelle. Tôi đi đây. Email của nhà Vân Ti. Tôi xin trân trọng giới thiệu giám đốc kinh doanh mới của tập đoàn thời trang Hermès. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Chào anh.